không tôi đọt rồi, tôi chơi với một đoạn đó, tôi biết ở ở Long An chấm từ ba đến ngủ ở ngoài quá vào mấy cái chân sâu lúc ông đi thì Ý đang ở đâu? Ở trong nhà. Không biết ai đón Ý không? Chắc cô không đi đâu. Có phải không? Dạ. Con đang ok đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Tôi đi giao báo gặp ông Châu Kim Nhân ông Thảo ơi. À, tôi mới rồi, ông hôm qua ông kia. Cũng không đến nỗi nào lắm, mình cứ lo quá. À, em có một cái extra gì nè. Em có no, em có biết Green Store, em sẽ không nghe. Tại vì em có một đồ nữa, cái thần thủy hồi đó em từng đi trường. Lúc mà em từng đi trường đó, nó có cái eo mình đó, nó hẳn xảo bây giờ. Dạ, kiểm tra, kiểm tra. trước khi đi vào cái phần sách vở
chúng tôi xin thưa trong tình thân hữu, có một số các anh chị ở đây thì có lẽ đã sinh hoạt liên tiếp trong năm buổi sinh hoạt trước của khung lớp rồi, thành ra đã biết nhau cả. Vậy thì chúng tôi sẽ chỉ xin phép là giới thiệu một vài anh chị mà hoặc là mới đến lần đầu hoặc là lâu ngày trở lại. Xin giới thiệu anh Nguyễn Dương là trở lại sau kỳ sinh hoạt đầu tiên của khung lớp, bây giờ mới có dịp trở lại với anh em. Xin giới thiệu một người bạn cũ của chúng tôi, tình cờ. Xin giới thiệu anh Nguyễn Văn Thành. Hôm nay không đến để xử án mà đến để sinh hoạt với các em. Và phu nhân. Dạ đúng rồi, thì cảm ơn nhiều người. Nếu mà tôi xin quên chị nào mà đổi cái thẻ hội viên đó hoặc là mới làm thẻ hội viên lần đầu thì xin một chút nữa liên lạc với chúng tôi hoặc là cô Lê Thị Nhị. Và một trong những người mà đã gửi tiền đóng cái thẻ hội viên của Book Club nhưng mà lại chưa đến sinh hoạt, đến hôm nay mới xuất hiện để mà nhận cái thẻ hội viên, đó là bác sĩ Nguyễn Tường Giang. Mời anh Giang cũng lên cả. Vừa tiêm xong cách đây hơn một tuần và vừa mới được gửi về đây cách đây vài ngày. Đây là cuốn sách mà trong cái đợt sinh hoạt Book Club kỳ 5 chúng tôi đã thưa với quý anh chị. Cuốn sách của một người viết đang ở trong nước và đang ở trong một tình trạng rất là treo leo, chưa biết, rất là chênh vênh, chưa biết là ra làm sao trong những ngày sắp tới. Anh Phạm Chí Dũng là chủ tịch của một hội, tức là một tổ chức xã hội dân sự mới được thành lập ở Việt Nam vài tuần trước đây, đó là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Cuốn này là cuốn chính luận 2013, bởi vì ý của anh Phạm Chí Dũng là muốn mỗi năm sẽ gom những bài viết để mà gửi đến tủ sách tiếng quê hương xuất bản, và do đó cuốn này là 2013 thì sẽ có cuốn chính luận 2014. Thì về cái nội dung một chút xíu nữa chúng tôi sẽ xin nhờ ông anh chúng tôi là anh Dương Thao nói thêm về cái nội dung của cuốn sách. Cuốn thứ nhì mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau là một cuốn sách khá lạ. Đây là dịch phẩm Kim Vân Kiều Truyện, dịch từ nguyên tác Hán Văn, tác giả là Thanh Tông Tài Nhân, chúng ta đều biết. Từ cuốn Kim Vân Kiều Truyện này của Thanh Tâm Tài Nhân thì cụ Nguyễn Du đã viết ra cuốn truyện Kiều, và bây giờ cuốn truyện Kiều đã không phải chỉ ở trong kho tàng văn hóa Việt Nam mà còn ở trong tâm tưởng tất cả chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta yêu truyện Kiều và muốn tìm hiểu về truyện Kiều, chúng ta chắc sẽ tò mò về tác phẩm nguyên tác chữ Hán mà cụ Nguyễn Du đã đọc được trong thời gian đi sứ ở bên Trung Hoa là cuốn này. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân được dịch ra Việt ngữ, nhưng những bản dịch khác là những bản dịch ở trong nước. Đây là bản dịch của một nhà giáo lão thành hiện đang cư ngụ tại Texas, tuổi đã gần 90 rồi nhưng vẫn làm việc, và bản dịch này là một bản dịch rất đáng tin cậy. Chúng tôi tiếc rằng sách thì không có nhận được kịp sớm cho nên chúng ta chỉ có 3 bản. Chúng tôi dự chủ là 3 bản đó đều là 3 bản của Book Club nhà Việt Nam và dành để các hội viên Book Club mượn đọc xong đem trả lại cho người khác để mượn. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn 2 bạn có giáo sư thân hữu hội viên của Book Club đặc biệt nói chuyện và nói về một khía cạnh riêng. Ở đây chúng ta có 2 vị luật gia, một vị hôm nay chúng tôi thưa là chánh án Nguyễn Văn Thành
Còn vị thứ hai là luật sư Ngô Thắng Giao. Chúng ta đã nghe, đã đọc những tài liệu phân tích, nghiên cứu về Kim Vân Kiều truyện và phân tích về truyện Kiều giữa nhiều khía cạnh. Nhưng mà riêng khía cạnh luật pháp thì hầu như chưa thấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái đó với luật sư Ngô Thắng Giao. Và chúng tôi lại cũng xin nói thêm là anh Tâm Minh Ngô Thắng Giao là một người đã viết dịch rất nhiều thơ văn Phật giáo. Và truyện Kiều thì chúng ta hiểu rằng được đặt trên một cơ sở Phật giáo rất là sâu sắc. Vậy thì một dịp khác có thể là anh Tâm Minh Ngô Thắng Giao sẽ nói chuyện với chúng ta, và chúng ta lại thảo luận về khía cạnh tôn giáo trong truyện Kiều. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi xin mời anh Ngô Thắng Giao nói chuyện về khía cạnh luật pháp trong cuốn Kim Vân Kiều truyện của anh Tâm Tài. Mình thật là anh chào Phúc, cách đây khoảng 5-6 ngày thôi em đi ghé.